Trung tâm review xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay. Thì bên em review thực hiện một video clip tiếp thị giới thiệu tới anh em là review vừa cập bến một lô sản phẩm, đó là những cặp loa MRX 515. Thì nói đến loa JBL MRX 515 thì review cũng đã quảng cáo giới thiệu rồi. Đó là những cặp loa thuộc dòng loa công chúa của hãng JBL, với chất tiếng thì cực kỳ ngọt ngào, chi tiết và sở hữu dòng loa đời cao, tức là sở hữu bát neo, tép neo cao cấp. Thì ngày hôm nay thì mình cũng chờ đợi suốt khoảng gần 2 tháng sau khi đặt hàng hôm nay mới về được, tức là tiền chuyển cách đây khoảng 2 tháng hôm nay đơn hàng mới về được. Thì cũng xin phép tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý khán giả anh em. Đây là những cặp loa bãi xịn sò mà được rất nhiều anh em yêu thích về âm nhạc, sử dụng cho những cặp loa này để vừa hát vừa nghe đỉnh cao. Đây là những cặp loa thì mình vừa cập bến đây. Nói về hàng bãi thì anh em biết rồi, đã là bãi thì tức là hàng đã qua sử dụng. Đây là hàng nguyên mộc chất bãi anh em nhá. Và thì nó vẫn là bẩn như này. Nhưng đối với những đời loa MRX 515 này thì đánh giá là model cao cấp, nên nó là thùng gỗ nhưng mà sơn sần nhựa cao cấp, cực kỳ bền bỉ. Tất cả loa thì các góc cạnh đều đẹp. Đấy, lô này rất là đẹp. Đấy. Nói về hàng cặp loa này thì công suất của loa khởi động 400W, trung bình 800 và cực đại 1600. Đây là một đôi loa còn tem cờ nguyên gốc của nó, mộc của nó. Đấy. Sau khi vệ sinh thì nó sẽ đẹp hơn. Thuộc đời loa MRX 500. Sở hữu loa bát 40, bát neo, tép neo. Nhưng kích thước của đôi loa này thì anh em đặt kệ quá là hợp lý luôn. Đấy. Nhìn anh em thể thấy hình như đo găng tay nó chỉ rơi rộng khoảng ngoài 40 một chút thôi. Đấy. Đấy. Ngoài 40. Còn chiều cao của nó khoảng 70. Đấy. 70. Chiều sâu của nó, chiều sâu của cặp loa này cực kỳ lý tưởng. Đã là công chúa thì thuộc hệ chân dài và đẹp mắt rồi. Đôi loa này có công suất khởi động 400 nên anh em sử dụng những con công suất khoảng 500-600 đánh cực kỳ ngọt ngào. Lô này hình như cả. Có lẽ là tại thời điểm ở khu vực miền Bắc này thì anh em sẽ không thấy nhà nào có nhiều loa MRX 515 như bên em hình như. Quay phía sau. Hàng nguyên mộc bãi này. MRX 515 Made in Mexico. Đây là một đôi loa bãi mà xịn sò anh em nhé. Không có hàng fake, hàng nhái, được chưa? Bên em yêu thì đặc biệt là nói về thương hiệu JBL thì em yêu nhập bao giờ cũng với số lượng tương đối lớn, nên là giá cả khi đưa ra thị trường cũng sẽ là hợp lý, cân đối cho anh em một cách rất là hợp lý anh em nhé. Còn đối với loa JBL thì xin thưa với anh em là loa thì bán theo đôi, nhưng đối với những loa MRX, đối với những dòng loa này thì cơ bản là sẽ tính đôi nhưng mà thành chiếc anh em nhé. Có nghĩa là chiếc này có thể vào với chiếc này, nhưng không nhất thiết là phải vào với chiếc này. Đấy. Cũng nghĩa là loa tính theo chiếc anh em nhé. Nên anh em đặt trái phải đều được. Không như các dòng loa bô bốt thì bốt thì anh em bắt buộc phải mua trùng đôi trùng cặp. Nhưng đối với các dòng loa phun đứng thì tính theo chiếc anh em nhé. Phía sau nó tất cả là rất là đẹp anh em nhé. Nhiều lắm. Với số lượng ngày hôm nay thì mình cũng về nhiều. Và đặc biệt là nói đến MRX 515 thì chưa bao giờ hết hot về chất âm của nó. Và đặc biệt anh em sở hữu những cặp loa xịn thì sẽ là đảm bảo cho anh em về chất âm và giá trị của nó. Còn có một vài trung tâm có thể hàng sản xuất nhái thì em Hiền Mưu không nhấn mạnh giới thiệu ở đây. Nhưng bác nào tin tưởng trung tâm Hiền Mưu đặt hàng mua những cặp loa MRX 515 thì liên hệ trực tiếp. Em sẽ có hình ảnh cận cảnh giới thiệu chi tiết cho anh em về sự khác biệt giữa hàng xịn và hàng nhái. Thì trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều đơn vị bán, nhưng mà nó sẽ xảy ra những tình trạng để cho anh em phải suy nghĩ. Nên mình chỉ nhấn mạnh giới thiệu vậy thôi.
Còn lô hàng bãi này vừa cập bến, bên em yêu cũng tiếp thị giới thiệu thế. Với số lượng lớn nha thì giá bên em yêu cạnh tranh mọi đối thủ. Anh em nào nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhé. Mà đặc biệt hàng xịn sò chuẩn chỉ cho anh em, từ cái thùng, cái căng, cái tem, cái bát, cái tép anh em nhé. Giới thiệu tới anh em thế. Cơ sở trung tâm Hiểm Yêu đây, có địa chỉ tại số nhà 50 Nguyễn Trãi 1, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Bên em thì cực kỳ nhiều loa, nhiều sự lựa chọn cho anh em, từ phân khúc rẻ và đắt đều có. Đây là một mã sản phẩm bên em yêu em nhá, MRX515. Ngày mai thì Miu sẽ tháo tung nội thất cũng như kiểm tra vệ sinh, lau chùi, lên ảnh cho anh em nó, cũng như đánh phấn bôi son cho những cặp loa MRX515 hàng vãi này. Thì Miu thông báo vậy thôi. Anh em nhu cầu đầu tư mua về những cặp loa này thì liên hệ bên em nhá. Giá các bác yên tâm. Với số lượng lớn này Miu cũng muốn tàu nhanh bán gọn, để cho anh em nào nhu cầu mua thì liên hệ thôi. Lên bộ alo gọi điện cho em. Con nào có phòng trà, phòng hát mà dự kiến lắp đặt thì cũng liên hệ bên em. Số lượng đang có nhiều. Một nữa thực hiện video clip này, anh em nhớ lưu số hiện tại của em lưu vào. Nó xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em ở video clip tiếp theo là một cặp loa MRX515 trong video của buổi sáng ngày mai. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.